Đối với cá nhân em thì sau khi kết thúc trận quốc gia này thì khoảng 2 ngày nữa em sẽ tập trung U23, thì trước mắt em sẽ tập trung hết vào U23 SEA Games, thì em sẽ cố gắng trau dồi thể lực và cải thiện nhiều hơn nữa về mặt sức mạnh thì để cố gắng phấn đấu cùng đội U23. Đức nhận được cái thông tin là mình sẽ được gọi lên từ lúc nào? Em cũng tình cờ thì sau khi em ngủ dậy thì em thấy báo chí đăng là cũng có tên mình trong 3 người được bổ sung tham dự U23 SEA Games mạnh. Hôm nay thì mới có cái thông tin là Thái Lan là sẽ đưa lực lượng mạnh nhất đến vào do huấn luyện viên Tốc Minh dẫn dắt, họ mới công bố sáng nay, thì Đức cảm thấy thế nào về cái đối thủ? Đối với em thì không phải riêng Thái Lan, thì tất cả những đội bóng đến Việt Nam năm nay thì toàn đội bóng mạnh cả, nên là bước vào sân thì mình nên tôn trọng đối thủ và mong muốn là các đội năm nay đến Việt Nam sẽ tổ chức diễn ra những trận cầu hay. Ở kỳ SEA Games trước thì Đức và đồng đội đã cầm hòa Thái Lan, xong sau đó thì lên ngôi vô địch khi mà thắng Indonesia nhỉ. Đức có tự tin là lần này mình sẽ bảo vệ được danh hiệu đấy? Khi mình được thi đấu trên sân nhà và được cổ vũ của người hâm mộ thì mọi người sẽ cố gắng đồng lòng và cố gắng giữ gìn huy chương vàng. Hình như có tin đồn em chuẩn bị ra nước ngoài thì đó. Những cái tin đồn đấy thì em cũng chưa nói trước điều gì, thì để thời gian chứng minh ạ. Đức có thấy là SEA Games được tổ chức trên sân nhà thì động lực hay áp lực? Đối với em thì nó cũng song song giữa cả hai, vì tổ chức sân nhà thì cũng phải bảo vệ trước tấm huy chương vàng, còn đối với em thì trên sân nhà thì có rất nhiều người hâm mộ nước nhà Việt Nam sẽ cổ vũ và động viên tinh thần của các cầu thủ để khích lệ cái tinh thần của các cầu thủ để thi đấu thật tốt.